Nga tấn công mạnh ở Kupiansk, chiếm một loạt vị trí gần Teni. Nga có thể đưa siêu pháo sát thủ chiến trường tới Ukraine. Ukraine dồn dập tấn công căn cứ không quân Nga ở Crimea. Tên lửa Houthi suýt xuyên thủng lá chắn trên chiến hạm Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi <laughs> chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã bắt đầu lại các bước tiến về phía Terni, nắm quyền kiểm soát một loạt vị trí cách thị trấn nói trên với chiều sâu 2,1 đến 2,3 km. Kênh Majakowska đưa tin, trong những ngày qua, lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc novomikalovka Tại đây, dù bị mất xe bọc thép nhưng quân Nga đã tiến lên đáng kể. Kênh Drava cho biết, trong khu vực Kupiansk, đang diễn ra các trận chiến tại Kramanoye và Tabayevka. Lực lượng Nga đã tấn công vào Tani, chiếm một loạt vị trí mới, đồng thời các mũi xung kích đang tiến vào khu vực Belokoroka. Kênh Surya Maps cũng xác nhận, tại Bắc Donetsk trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công về phía Tani, nắm quyền kiểm soát một loạt vị trí gần thị trấn này với chiều sâu 2,1-2,3 đến km. Còn tại Tây Nam Donetsk, quân đội Nga tiến về phía Nam và phía Bắc Novomikhailovka phát triển thành vòng vây hình bán nguyệt đối với khu vực này. Nga trong giai đoạn cuối cùng để sản xuất tổ hợp pháo tự hành 2S35 Kolisya SV, tổ hợp dự kiến sẽ trở thành vũ khí gây sát thương hàng đầu nếu nó được đưa tới Ukraine. Khi pháo đang trở thành một trong những vũ khí không thể thiếu trong cuộc chiến trên bộ ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 1 thông báo rằng lô đầu tiên của tổ hợp pháo tự hành mới nhất 2S35 đang ở giai đoạn sản xuất cuối cùng. Hãng thông tấn Nga Trianovosti đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu thị sát quá trình sản xuất tổ hợp pháo. Trong chuyến thăm tới nhà máy kỹ thuật vận tải Uran, ông Shogu đã xem xét hoạt động sản xuất và sửa chữa các hệ thống pháo tự hành 2S-19 mstas 2S-3 Acacia, 2S-4 Tulip, 2C-5 Tiasin, cũng như 2S-35 Colisia SB. Ông kêu gọi nhà máy tăng cường sản xuất các tổ hợp pháo, đáp ứng đúng tiến độ và nhu cầu của quân đội trong cuộc chiến tiêu hao. Có nguồn tin nói rằng 2S35 Colisia SV dự kiến sẽ được đưa tới Ukraine khi hoàn thành việc sản xuất, nhưng thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Đây được xem là một trong những hệ thống pháo gây sát thương lớn nhất do Nga phát triển. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Omichuk ngày 31 tháng 1 cho biết, căn cứ sân bay Benbek của không quân Nga ở Crimea đã bị tấn công. Kiev Independent đưa tin, các video xuất hiện trên các kênh Telegram địa phương vào đầu giờ chiều cho thấy một loạt vụ nổ ở Crimea, trong đó có sân bay Benbeck nằm cách Sevastopol vài km về phía Bắc. Tướng Mitchuk cũng đã chia sẻ một đoạn video cho thấy một vụ nổ và cảm ơn tất cả những người đã tham gia đẩy lùi sự hiện diện của Nga khỏi Crimea. Báo Ukrainska Pravda trích dẫn một nguồn tin cho quân đội cho biết, cuộc tấn công vào căn cứ không quân được thực hiện bằng tên lửa hành trình tầm xa Scalp Storm Shadow. Các video cho thấy, dường như phòng không Nga đã để lọt lưới một số quả tên lửa của đối phương, Tuy nhiên, thống đốc Sevastopol Ravozachev do Nga bổ nhiệm cho biết, các mảnh tên lửa bị lực lượng phòng không bắn hạ rơi xuống khu vực tư nhân, không có thương vong. Nga và Ukraine đã trao đổi hàng trăm tù binh. Đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên giữa hai bên kể từ vụ rơi máy bay quân sự IL-76 của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, 207 quân nhân Ukraine đã được trao trả hôm 31 tháng 1, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói rằng 195 quân nhân Nga đã được nước này tiếp nhận. Theo ông Zelensky, gần một nửa số tù binh Ukraine trở về nước là những người bảo vệ Mariupol. Thành phố phía nam Ukraine đã bị lực lượng Nga bao vây trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Tổng thống Zelensky cho biết 50 cuộc trao đổi tù binh đã diễn ra kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine gần hai năm trước. Qua đó, Ukraine đã đưa 3.035 binh sĩ về nước. Ông Zelensky tuyên bố, Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đưa từng người trong số họ trở về. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tù binh Nga được Ukraine trao trả sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự tới Moscow để điều trị và phục hồi. Đây là cuộc trao đổi binh đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ vụ rơi máy bay IL-76 vào ngày 24 tháng 1 tại vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với miền đông Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga cần tạo ra một khu phi quân sự rộng lớn ở Ukraine, Khu vực này đủ lớn để đảm bảo không có vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố của Nga. Theo đài RT, các khu vực biên giới của Nga thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, cũng như pháo kích của quân đội Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow nổ ra. Trong số đó, cuộc tấn công nguy hiểm nhất diễn ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, khi lực lượng Kiev tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga bằng nhiều bệ phóng tên lửa, trong đó có RM-70 Vampire, phiên bản nâng cấp nặng hơn của hệ thống BM-21 Grad thời Liên Xô. Ông Putin tuyên bố hôm 31 tháng 1, đường phi quân sự này phải nằm cách lãnh thổ của chúng ta một khoảng cách nhất định để đảm bảo an ninh cho các thành phố Nga. Đồng thời tổng thống cho biết thêm rằng ông đang đề cập cụ thể đến việc bảo vệ các thành phố hòa bình của Nga khỏi các loại đạn dược tầm xa do nước ngoài sản xuất mà chính quyền Ukraine sử dụng. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển sang một số các tin tức đáng chú ý về tình hình khu vực Trung Đông. Các nguồn thảo tin tiết lộ, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cân nhắc ý tưởng trục xuất một số thủ lĩnh Hamas sang các nước Trung Đông khác để giúp chấm dứt xung đột ở giải Gaza. Báo điện tử Semaphore trích dẫn lời những người biết rõ nội dung các cuộc thảo luận của giới chức Israel và Mỹ cho biết, đề xuất mới kêu gọi cho phép các quan chức hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza, bao gồm cả thủ lĩnh chính trị Yahya Sinwa và chỉ huy quân sự Mohamed Deib, chuyển đến một quốc gia khác như Algeria, Qatar hoặc Ả Rập Xê Út. Các lãnh đạo nhóm đã lên kế hoạch cho vụ đột kích đẫm máu vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn đến chiến dịch tấn công quân sự trả đũa của Tel Aviv sẽ nằm trong số những người được phép rời Gaza đi sống lưu vong. Tại Liên Hợp Quốc, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển ngày 31 tháng 1 đã công bố báo cáo đánh giá rằng cuộc xung đột tại giải Gaza đang gây ra mức độ tàn phá chưa từng có đối với nền kinh tế, vì vậy, vùng lãnh thổ này cần hàng chục tỷ đô la Mỹ và nhiều thập kỷ để có thể phục hồi. Báo cáo của hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển đề cập mức độ ảnh hưởng kinh tế xã hội của cuộc khủng hoảng, trong đó xét tới thiệt hại về tổng sản phẩm quốc nội GDP, thời gian phục hồi và các tác động lâu dài đối với tình trạng nghèo đói và chi tiêu hộ gia đình. Báo cáo ước tính GDP hàng năm của Gaza đã giảm 655 triệu đô la Mỹ trong năm 2023, tương đương 24% khoảng 80% dân cư ở vùng lãnh thổ này phải sống dựa vào nguồn viện trợ quốc tế. Hơn 60% dân số sống dưới mức nghèo khổ và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 45% trước khi xung đột bùng phát. Người dân Gaza không thể tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch và điện. Bên cạnh đó, phần lớn thiệt hại vì các hoạt động quân sự trước đây của Israel vẫn chưa được khắc phục. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển dự báo giải Gaza cần nhiều thập kỷ để có thể khôi phục điều kiện kinh tế xã hội về mức trước xung đột và công cuộc này còn phụ thuộc đáng kể vào viện trợ nước ngoài. Báo cáo của Hội nghị hối thúc cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức trước khi quá muộn. Bản báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển được công bố trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 31 tháng 1 nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng Trung Đông. Các phán quyết tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ liên quan tới những cáo buộc diệt chủng ở giải Gaza và tình hình cứu trợ nhân đạo tại giải đất ven biển này. Xin được tiếp tục chương trình với một số các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, Hà Lan, Đức và Ba Lan đã ký tuyên bố về việc thiết lập một hành lang quân sự cho việc di chuyển các thiết bị quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Kasa Olong thông báo vào hôm 31 tháng 1, chúng tôi cần một khối xanh ngang quân sự để di chuyển quân nhân và trang thiết bị quân sự nhanh chóng và hiệu quả hơn. Điều này sẽ làm cho châu Âu mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã thực hiện một bước quan trọng. Ba Lan, Đức và Hà Lan đã ký tuyên bố thiết lập một hành lang quân sự. Bộ trưởng Ollong nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho hoạt động triển khai quân đội nhanh chóng trước bất kỳ cuộc xung đột tiềm mẩn nào. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan tuyên bố điều đó có nghĩa là phải có khả năng di chuyển nhanh chóng từ Hà Lan qua Đức đến Ba Lan. Ý tưởng về khối tranh quân sự đã được giới lãnh đạo quân sự NATO đề xuất trong nhiều năm qua. Cho tới đây, các cuộc đàm phán về việc tạo ra hành lang quân sự đang diễn ra và kết quả có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO vào tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần trước thì chính phủ Pháp đã công bố văn bản chính thức về luật nhập cư mới. Luật này được ban hành sau khi hội đồng hiến pháp của Pháp bác bỏ một số điều khoản bổ sung theo yêu cầu của phe cánh hữu, trong đó có các biện pháp hạn chế tiếp cận phúc lợi xã hội và áp chỉ tiêu nhập cư. Báo chí Pháp cho biết là luật nhập cư mới cũng đã được chính thức áp dụng ngay từ ngày thứ bảy, ngày 27 tháng 1 vừa qua. Trong một động thái mới nhất, Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu, ông Jordan Bagdela đã chỉ trích quyết định của Hội đồng Hiến pháp, đồng thời kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề nhập cư, cho rằng đó là giải pháp duy nhất để các bên đạt được thỏa hiệp. Các cuộc biểu tình cũng đang nhen nhóm bùng phát tại nhiều địa phương của Pháp nhằm phản đối luật nhập cư mới. Trong bối cảnh nhiều nông dân Pháp đã xuống đường biểu tình liên quan đến các vấn đề phúc lợi xã hội, thì liệu luật nhập cư mới được áp dụng có tạo thêm những thách thức mới đối với chính phủ Pháp hay không? Ngay từ khi được Quốc hội Pháp thông qua vào cuối tháng 12 năm ngoái, luật nhập cư mới đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội của người dân nước này. Họ cho rằng đây là dự luật quá hà khắc và sẽ đẩy nước Pháp rơi vào tình trạng khó khăn do thiếu nhân lực. Tuy nhiên, thì sau khi Hội đồng Hiến pháp Quốc gia xem xét lại dự luật này, thì phần lớn các lo lắng đó hiện đã được xóa bỏ. Cụ thể là Hội đồng đã loại trừ các điều khoản quy định về việc thắt chặt các phúc lợi xã hội hay đoàn tụ gia đình đồng thời thì sinh viên nước ngoài sẽ không còn phải đóng một khoản phí đảm bảo khi đăng ký học ở Pháp hay phải chứng minh sự nghiêm túc bằng thành tích học tập. Dự luật cũng không thay đổi quyền được xin quốc tịch đối với con cái của người nước ngoài được sinh ra ở Pháp cũng như quyền được thừa kế đất đai. À, trong đó thì có một điều cần đặc biệt lưu ý, đó là hội đồng đã loại bỏ việc áp dụng hạn ngạch nhập cư. Quốc hội sẽ bàn thảo về vấn đề này một cách cụ thể, cũng như đưa ra các hạn ngạch dựa trên tình huống thực tế và áp dụng cho khoảng thời gian là 3 năm. Ngoài ra, luật nhập cư mới cũng tập trung vào việc hợp thức hóa giấy tờ cư trú cho những người lao động được trả lương là ít nhất 12 tháng và không có bất kỳ hồ sơ phạm tội nào. không những thế, các thay đổi cũng cho phép các sinh viên hoặc người lao động nước ngoài có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương có thể xin thẻ cư trú tại Pháp với thời gian tối đa lên tới 4 năm. Đây là ưu tiên của chính phủ Pháp để bù đắp việc thiếu hụt lao động cho những ngành nghề được ưu tiên như là bác sĩ, y tá, hộ lý, công nhân xây dựng hay lao động thuần túy. Luật nhập cư mới tập trung chủ yếu vào việc thắt chặt các trẻ vị thành niên phạm pháp cũng như gia đình của họ. À, bắt đầu từ thứ Bảy tuần vừa rồi, thì bất kỳ người trưởng thành hay trẻ vị thành niên đang cư trú ở Pháp bị kết án từ 5 năm tù trở lên hoặc tái phạm nhiều lần với thời gian tù tội vượt quá 3 năm đều có khả năng bị trục xuất khỏi đất nước. Chính phủ cũng có quyền từ chối thị thực đối với bố mẹ các trẻ vị thành niên phạm pháp hay vi phạm những nguyên tắc của nền Cộng Hòa. Không những thế, luật nhập cư mới còn cho phép việc loại bỏ một số biện pháp bảo vệ, cũng như để nhanh quá trình trục xuất đối với một số người nước ngoài cấu thành hành vi đe dọa nghiêm trọng trật tự công cộng hoặc bị kết án về hành vi chống lại các lãnh đạo được dân bầu. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố hôm thứ Sáu vừa qua, luật nhập cư mới vừa được ban hành vẫn giữ nguyên được cấu trúc mà chính phủ mong muốn, với đại đa số các điều khoản thay đổi liên quan đến vấn đề đơn giản hóa các thủ tục trục xuất người nước ngoài phạm pháp. Dự luật nhập cư đang được nhắc đến là một trong những nguyên nhân khiến chính phủ của cựu thủ tướng Pháp bà Elizabeth Bon buộc phải từ chức. Việc kiến nghị bác bỏ đạo luật nhập cư được chấp thuận ngay trước khi dự luật này được biểu quyết tại quốc hội là một minh chứng cho sự thất bại của bà Bon. Bà đã đánh mất sự ủng hộ của đại đa số những nghị sĩ, ngay cả những người thuộc phe của bà và tổng thống Macron. Đỉnh điểm của sự phản đối này là bộ trưởng Bộ Y tế, Oleglio Russo, một thành viên nội các của chính phủ lúc ấy đã tuyên bố từ chức để biểu thị sự bất mãn về dự luật. Trước tình hình đó, cả bà Bon lẫn ông Ma Không đã phải thỏa hiệp với Thượng viện do đại đa số các nghị sĩ cánh hữu nắm quyền để có thể tìm cách thông qua dự luật. Và cái giá của sự đồng ý đó là một loạt các điều khoản hà khắc liên quan đến người nhập cư mà chúng ta đã biết trước đó như việc thắt chặt các phúc lợi xã hội hay đoàn tụ gia đình sinh viên nước ngoài sẽ phải đóng một khoản phí đảm bảo khi đăng ký học ở Pháp, cũng như phải chứng minh sự nghiêm túc trong học tập bằng thành tích, loại bỏ quyền được xin quốc tịch đối với con cái của người nước ngoài được sinh ra ở Pháp, cũng như quyền được thừa kế đất đai. Mặc dù luật nhập cư mới được quốc hội thông qua sau đó, nhưng trong chính phe ủng hộ của Tổng thống Ma Không cũng đã có 20 người phản đối và 12 người bỏ phiếu trắng. Về cực hữu thì coi đây như một chiến thắng về mặt ý thức hệ, còn phe trung dung và phe cánh tả thì cho rằng chính phủ đang ngày càng cực đoan hóa cũng như đi ngược lại những cam kết ban đầu chưa bao giờ nội bộ đảng cầm quyền giận nứt như tình cảnh lúc này người dân thì bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình với quy mô lớn dần yêu cầu chính phủ xem xét lại dự luật uy tín của bà Bon và các thành viên nội các tụt dốc không phanh à, trong bối cảnh đó thì tổng thống Ma không buộc phải đưa ra quyết định thay đổi chính phủ nhằm cứu vãn tình thế Tuy nhiên thì sau khi được Hội đồng Hiến pháp xem xét và sửa đổi thì luật nhập cư mới của nước Pháp đã phần nào trở nên dễ chấp nhận hơn nhưng không vì thế mà làn sóng phản đối đã dừng lại. À, ngày ngay tối thứ năm tuần trước, khi hội đồng tuyên bố thông qua dự luật, người biểu tình đã ngay lập tức tụ họp lại tại thành phố Ghen ở phía tây bắc nước Pháp để phản đối luật nhập cư. À, cuộc biểu tình quy tụ hơn 300 người đã nhanh chóng biến thành các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người dân với nhiều người bị thương, một số cửa hàng cũng bị đập phá và cướp bóp trong sự kiện này. Trong những ngày qua, thì nông dân Pháp liên tục tiến hành các cuộc biểu tình với cường độ ngày càng tăng dần. À, đầu tiên chỉ là một đoạn đường nhỏ ở phía tây nam nước này, rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp tỉnh. Sau vài ngày, cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều tỉnh phía nam như Ariège, Haute-Aragon hay Haute-Pyrénées hiện làn sóng phẫn nộ đã chạm đến thủ đô paris và theo các tổ chức công đoàn của nông dân pháp tuần này sẽ đánh dấu bằng các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có không chỉ dừng lại ở đó các tài xế taxi cũng bắt đầu làn sóng biểu tình và tuyên bố sẽ làm tắc nghẽn giao thông của các thành phố lớn ở pháp như lyon bordeaux hay Nantes trong hôm nay và nhiều ngày sắp tới trong bối cảnh dối ghen ấy thì chính phủ mới của thủ tướng gabriel Attal vẫn chưa đưa ra được câu trả lời làm hài lòng lực lượng nông dân phẫn nộ mặc dù chính phủ pháp đã có một số thỏa hiệp nhưng theo các chuyên gia thì những nỗ lực này là chưa đủ thêm vào đó là cuộc biểu tình của các tài xế taxi đây có thể là điềm báo cho một vòng xoáy hỗn loạn mới ở pháp và tương tự như đức thì các đảng cực hữu sẽ tận dụng cơ hội này để làm gia tăng sức ảnh hưởng và thu hút thêm người ủng hộ nhất là trong bối cảnh luật nhập cư mới đã không như họ mong đợi. Đại đa số những yêu sách cực đoan của phe cực hữu thì đã bị Hội đồng Hiến pháp loại bỏ. Phe cánh hữu và phe cực hữu đã lên tiếng yêu cầu hủy bỏ dự luật, thậm chí họ còn yêu cầu sửa đổi hiến pháp để quốc hội có thể là cơ quan cuối cùng quyết định việc ban hành luật. Hiện, ông Atan đang phải đối mặt với sự phản đối đến từ nhiều phía, và điều quan ngại nhất đó là họ sẽ có thể liên kết lại. Với cách điều hành bài bản của phe cánh hữu và sự phẫn nộ sẵn có của người biểu tình, thì làn sóng đấu tranh đòi quyền lợi nhiều khả năng sẽ đẩy nước Pháp đi xa và sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đến được thỏa hiệp. À, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì những người phải gánh chịu hậu quả là người dân và nền kinh tế Pháp. Thế phận hội Olympic đã gần kề, liệu Tổng thống Macron và chính phủ non trẻ của Thủ tướng Gabriel Attal có kịp ngăn cơn sóng dữ? Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất lúc này đó là làm yên lòng người dân và tập trung vào kỳ Thế Vận Hội sắp tới. Bởi suy cho cùng, kỳ Thế Vận Hội sẽ mang lại cho nước Pháp nhiều thành công, kể cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. À, tuy nhiên, thì thời gian dành cho ông Ma không đã không còn quá nhiều và đây là lúc phải đưa ra những quyết định mang tính đột phá. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Báo điện tử VOV. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.